Bạn là fan của MU, Liverpool hay Barca? Bạn quá chán với việc phải ra rồi vào hàng liên tục trong suốt mùa giải này rồi. Vậy thì World Cup ở Qatar chắc chắn là một quân bài cứu cánh, bởi bạn vẫn được xem những cầu thủ mình yêu thích thi đấu mà lại không phải sợ hãi, lo lắng về việc câu lạc bộ của mình đánh rơi điểm. Và để làm nóng cho World Cup mà vẫn có những bài học bổ ích chứ không phải những câu bình luận thiếu chuyên môn như là... Và giúp cho Chelsea có một cái thế trận chơi hoàn toàn chủ động. Và giúp cho đội tuyển Anh có một cái thế trận chơi hoàn toàn chủ động. Thì còn chờ gì nữa, cùng chúng mình điểm qua 7 bộ phim rất hay về bóng đá nha. Hãy cùng bọn mình khai cuộc bằng một series đã đưa bóng đá trở lại vào phim ảnh trong thời gian gần đây. Một huấn luyện viên người Mỹ sang Anh để dẫn dắt đội bóng đá. Nghe chừng là một viễn cảnh quá nực cười và hiếm cơ hội xảy ra. Vậy mà đó chính là tiền đề cho câu chuyện của Ted Lasso đấy. Trong chương trình sitcom này, sau khi đưa một đội bóng bầu dục của trường đại học Mỹ lên chức vô địch, huấn luyện viên Ted Lasso bất ngờ được mời tới ngoại hạng Anh để dẫn dắt một câu lạc bộ đang cố gắng trụ hạng. Dù chẳng biết gì về bóng đá, ông vẫn quyết định chấp nhận thử thách điên rồ này. Chứa hàng tá những trò đùa cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ, đặc biệt là từ một Ted Lasso ngờ nghệch chẳng có tí kiến thức gì về môn thể thao vua. Hay là về nước Anh nói chung. Series chắc chắn sẽ làm khán giả phá lên với những tràng cười sảng khoái. Ngôi sao của Ted Lasso là vị huấn luyện viên lạc quan và tốt bụng, nhưng các nhân vật phụ của series cũng thú vị và độc đáo không kém. Ví dụ như ngôi sao trẻ lắm tài nhiều tật Jamie Todd chắc chắn sẽ khiến các fan bóng đá nhớ ngay tới ngựa trứng Balotelli, hay là lão tướng cục cằn Roy Keane phảng phất hình ảnh của người đội trưởng nóng tính quỷ đỏ. Đến với Ted Lasso vì bóng đá, nhưng thứ mà các khán giả giành lại được nhiều nhất sẽ là sự ấm áp và thư giãn mà câu chuyện của series hài hước này mang lại. Phải có lý do Ted Lasso mới được đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng đến như thế chứ. Bóng đá và kung fu, hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan, qua bàn tay nhào nặn của vua hài Châu Tinh Trì lại tạo ra một sự kết hợp độc nhất vô nhị. Đội bóng thiếu lâm bắt đầu khi Tinh cùng các sư huynh đệ lang bạt khắp nơi để truyền bá võ thiếu lâm. Mọi thứ không hề dễ dàng khi xã hội thế kỷ 21 không chào đón họ. Cả hội tan đàn xẻ nghé để kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Một ngày, huấn luyện viên Minh Phong, một tuyển thủ lừng lẫy một thời, tìm thấy Tinh và quyết định lập nên một đội bóng hùng mạnh. Nếu giành chức vô địch trong giải đấu quốc gia, họ sẽ có 1 triệu đô đổi đời. Ở thời điểm ra mắt, đội bóng thiếu lâm cho khán giả được chiêm ngưỡng một thứ bóng đá kỳ lạ, một kiểu bóng đá mà luật lệ, chiến thuật và đội hình nhường chỗ cho những pha ghi bàn đậm chất võ thuật. Chúng không chỉ đẹp mắt, mới mẻ mà còn đẩy sự kịch tính vốn có của môn thể thao vua lên một tầm cao mới. Đây cũng vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Châu Tinh Trì khi đội bóng thiếu lâm là phim có kỹ xảo đột phá của điện ảnh châu Á thời bấy giờ, trở thành một trong những phim đắt nhất của Châu. Phim còn mang chất hài kịch châm biếm khi Châu liên tục mỉa mai những cầu thủ chơi bóng bẩn và cũng không quên chọc ngoáy vào vấn nạn nhức nhối của bóng đá là bán độ và cái giá của nó. Có thể nói, đội bóng thiếu lâm đã trở thành một phim kinh điển và là phim duy nhất về bóng đá nổi tiếng toàn cầu. Trong kỳ World Cup năm 2006 và Euro năm 2008, phim đã được phát trên màn hình sân vận động trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Vậy thì tại sao ở kỳ World Cup năm 2022 này ta không xem lại phim thêm một lần nữa nhỉ? Trước khi các bạn hỏi thì đúng, người viết đoạn này là fan MU. Vậy nên, bộ phim United có một vị trí rất đặc biệt trong tâm trí của người biết. Bộ phim đưa chúng ta theo cuộc hành trình của Sir Bobby Charlton, một trong những huyền thoại lừng danh nhất của Manchester United. Từ một tài năng đầy triển vọng, ông gia nhập hàng ngũ nhóm cầu thủ được mệnh danh là những đứa trẻ của Busby, sẵn sàng để cùng nhau thống trị nền bóng đá châu Âu. Thế nhưng, vào một ngày định mệnh năm 1958, thảm họa rơi máy bay tại Munich xảy ra, cướp đi sinh mạng của 8 chàng trai trong lứa cầu thủ huyền thoại này. Những người may mắn sống sót như Charlton sẽ quay lại để chiến đấu cùng câu lạc bộ, hay quá sang chấn để có thể đặt chân lại lên sân cỏ? Và đội bóng thành Man sẽ làm như thế nào để vực dậy từ tro tàn của một trong những bi kịch thảm khốc nhất lịch sử thể thao? Để khán giả được gắn bó với cầu thủ trẻ đầy ắp niềm vui và hoài bão, dù biết rằng những giấc mơ này sẽ sớm bị tước đoạt khỏi họ, United đem tới cảm giác sâu sắc và đau đớn hơn những bộ phim thể thao khác rất nhiều. Đây là tác phẩm mà mọi fan của Quỷ Đỏ nên xem, đặc biệt là bây giờ, vì chúng ta được biết rằng cổ vũ MU giờ đây đã trở thành một công việc rất gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần. Nhưng nếu Manu đã vượt qua được một bi kịch tàn khốc như thảm họa Munich thì chẳng có lý do gì để không tin đội bóng sẽ vượt qua những khó khăn như bây giờ. Mình đoán khá chắc bộ phim sau đây sẽ là một phần tuổi thơ của nhiều anh em đang xem video này vì phim được chiếu trên Disney Channel. Super Strikers xoay quanh đội bóng đá cùng tên. Họ là tập hợp của những siêu hào thủ trong thế giới túc cầu. Người thì rê bóng như một cơn lốc, người thì sở hữu kỹ năng tạt bóng trăm phát trăm trúng, người thì có thể cản phá mọi cú sút,
rồi có người thì lại chỉ volley để ghi bàn. Họ cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, đó là giành chiến thắng trong mọi trận đấu rồi lên ngôi vô địch thế giới. Nếu bạn đang tìm một trải nghiệm bóng đá thực tế thì xin chia buồn vì phim này ảo lắm. Gần như mọi cầu thủ của Super Strikers đều có năng lực của siêu nhân chứ không phải của người thường. Họ cũng phải đối đầu với những đội bóng vô cùng quái dị, có đội thì dùng toàn robot, đội thì chỉ biết chơi xấu, đội thì toàn luyện tập ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Nhưng điều đặc biệt là gần như ở trận nào thì Super Strikers cũng thắng, mà toàn là lợn ngược dòng mới hay. Đội này mà ra ngoài đời thật thì có khi là Fergie Time thì cũng phải chào thua. Ảo diệu là vậy, nhưng mỗi tập phim của Super Strikers đều gửi gắm những thông điệp thiết thực, gần gũi đến với khán giả. Đó có thể là tinh thần đồng đội, đoàn kết vượt qua mọi gian nan, là tác hại của việc chơi xấu, là giá trị của những cổ động viên. Nhìn chung, Super Strikers luôn cổ động khán giả trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, có trách nhiệm và xa hơn nữa là trở thành một cá nhân với những đức tính đáng quý. Mà thật ra, chuyện phim ảo diệu cũng có cái hay nhé. Sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc là thua đau trên sân bóng, chắc bạn cũng không muốn xem một phim toán bi kịch rồi đấu đá nhau sứt đầu mẻ chán phải không? Thử xem lại Super Strikers nhé. Bạn sẽ không chỉ cầm một vé trở về tuổi thơ đâu, mà còn nhận ra nhiều bài học đáng nhớ hơn cho mà xem. Tiếp tục danh sách là một phim khiến các bạn muốn xách giày ra sân bóng ngay và luôn. Bandit Like Beckham kể về Jules và Jess, hai cô gái yêu bóng đá bằng cả trái tim, hết có cơ hội là lại thể hiện với trái bóng tròn nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Chuyện phim xoay quanh hành trình vươn tới đam mê của hai cô gái, bên cạnh đó là thuyết phục bố mẹ và vượt qua những khó khăn của tuổi trưởng thành. Ngay từ những cảnh đầu tiên, bộ môn túc cầu đã trở thành trung tâm của phim khi chúng ta được thấy Jess khoác áo Manchester United và ghi bàn, và đương nhiên là trong tưởng tượng rồi. Về sau, bộ môn thể thao vua tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Nó không chỉ là mơ ước của hai cô gái trẻ mà còn là chất keo kết dính các nhân vật với nhau. Nhờ bóng đá, Jess mới tìm được một nửa của mình. Nhờ bóng đá, bố mẹ Jules mới biết cô thật sự là người như thế nào. Những phân cảnh đầy tình cảm kết hợp với một loạt cảnh quay nhẹ nhàng, không quá phức tạp, biến bóng đá trở thành một người bạn thân thuộc, gần gũi, không còn là môn thể thao nặng tính đối kháng và máu lửa như chúng ta thường thấy. Bên cạnh việc truyền cảm hứng, Bandit Like Beckham còn ghi điểm nhờ tinh thần hài hước và dễ tiếp cận với khán giả. Phim không thiếu những tình huống dở khóc dở cười khi gia đình hiểu sai ý nhau, rồi những trò nghịch quái chiêu của tuổi mới lớn. Mình đảm bảo bạn sẽ nhìn thấy bản thân trong những nhân vật, cũng đam mê, cũng bốc đồng và cũng đầy hoài bão như thế. Hãy xem Bandit Like Beckham để lấy tinh thần ra sân bóng giữa mùa World Cup nhộn nhịp, hoặc đơn giản là để vững tin và mạnh mẽ hơn trên con đường đã chọn các bạn nhé. Bóng chày luôn là môn thể thao thống trị Nhật Bản. Khi Captain Tsubasa ra đời, cả truyện tranh và hoạt hình đã giới thiệu bóng đá đến người dân nơi đây, góp công lớn trong việc thay đổi nước Nhật từ một quốc gia không quan tâm gì đến bóng đá trở thành một trong những nước sở hữu đội tuyển quốc gia mạnh nhất châu Á và tham gia World Cup. Theo thống kê từ JFA, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, vào năm 1980 có khoảng 300.000 người dân Nhật Bản chơi bóng đá. Đến năm 1981, Captain Tsubasa đã gặt hái những thành công đầu tiên và đến 4 năm sau, con số 300.000 đã tăng lên gấp đôi. Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Nakata Hidetoshi đã chia sẻ rằng tình yêu bóng đá của anh đã được ươm mầm từ Tsubasa. Đó chính là tầm vóc của một trong những ấn phẩm văn hóa về bóng đá quan trọng nhất lịch sử với sức ảnh hưởng vượt khỏi địa hạt giải trí. Captain Tsubasa theo chân Osora Tsubasa, một thần đồng bóng đá với ước mơ được chơi cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản và giành chức vô địch thế giới. Sức hấp dẫn của Tsubasa đến từ những trận bóng hấp dẫn mọi đối tượng khán giả, bất chấp trước đó họ có hứng thú với bóng đá hay không. Những thuật ngữ, khái niệm và thiết kế chiến thuật đều được giải thích một cách cặn kẽ, dễ hiểu và cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra, tinh thần đồng đội cũng là một thông điệp luôn được tác phẩm đề cao, tạo nên những khoảnh khắc chiến thắng đầy vinh quang, thậm chí là cảm động trào nước mắt. Tác phẩm xứng đáng được thưởng thức lại mỗi khi mùa bóng về để ta được hoài niệm và để ngọn lửa tình yêu với bóng đá được bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Trong thể thao, ai mà chả thích cổ vũ cho những kẻ yếu thế? Chứng kiến các câu chuyện theo mô típ David và Goliath, nhìn đội lép về hơn bất chấp mọi khó khăn để đánh bại đối thủ hùng mạnh chắc chắn là rất thỏa mãn rồi. Và còn tìm đâu được một kẻ yếu thế hơn là đội bóng của quần đảo Samoa thuộc Mỹ, đội tuyển từng đứng bét bảng xếp hạng FIFA thế giới. Bộ phim Next Go Wins mở đầu với trận thua 31-0 của Samoa trước đội tuyển Úc, tới nay vẫn là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Một thập kỷ sau, đội bóng của quần đảo nhỏ bé này gồm toàn bộ các cầu thủ nghiệp dư chỉ đá bóng vì đam mê vẫn nỗ lực để vực dậy khỏi trận thua lịch sử và tìm một vé dự World Cup năm 2014, nhưng liên tục phải nếm thất bại. Đó là cho tới một ngày, một huấn luyện viên người Hà Lan quyết định tới dẫn dắt đội bóng và bằng một cách thần kỳ giúp Samoa tìm được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Thay vì khắc họa Samoa là một đội bóng kém cỏi, Next Go Wins cho khán giả thấy được nghị lực và đam mê trái bóng của từng cầu thủ để tiếp tục gắn bó với môn thể thao vua.
Bộ phim lột tả hoàn hảo vẻ đẹp mộc mạc nhất của bóng đá và chắc chắn sẽ để lại cho khán giả một nụ cười sau khi xem xong. Với dàn nhân vật đầy màu sắc và một câu chuyện thú vị chẳng kém gì các kịch bản Hollywood, không khó hiểu vì sao Next Go Wins đã được đạo diễn Taika Waititi lựa chọn để tái hiện lên màn ảnh vào năm tới. Ngoài 7 cái tên kể trên, các bạn có thể xem những bộ phim cũng rất xuất sắc về bóng đá khác như là Looking for Eric, The Damned United hoặc những bộ phim tài liệu đầy căng thẳng như là The Two Escobars. Mới hơn, bạn có thể thử All or Nothing, Arsenal để được chiêm ngưỡng tầm nhìn của một vị huấn luyện viên hiện đại, một đội bóng trẻ và giàu quyết tâm chiến thắng. Mình cá là tất cả những phim kể trên đều là bước chạy đà hoàn hảo để bạn thưởng thức kỳ World Cup này trọn vẹn hơn đấy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của Phim ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn có một mùa World Cup vui vẻ và không báo nhà. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.